A misplaced stroke of white paint, Cynthia let out a grunt as her trembling hands ruined her painting of an ash tree. Her once perfectly painted ash tree now had a misplaced stroke of white paint in the trunk of the ash tree. She examined her painting once again, contemplating on whether to continue or to disregard it. A tall ash tree stood in the middle, with its ever so green leaves covering its branches. Cynthia then remembers how ash trees looked like this during the summer. The ash tree had only one straight trunk and a misplaced stroke of white paint. "Why did you stop, Nana?" Cynthia slowly turned to her right. There stood her granddaughter with a confused face. "Caroline, Nana's too old to be painting, and now my trunk has a white smudge." Caroline giggled and assured her, "Nana, your painting is splendid, Nana, and don't worry, that's just a teeny accident." She then took her Nana's paintbrush, dabbed it on the white paint, and continued the misplaced stroke of white paint. "Caroline, darling, please don't do that, done," Caroline exclaimed as she pointed on the not-so-perfect heart she made. Cynthia, who was a perfectionist, would have vexed at the certain someone if one was to do that to her painting, but the moment she saw the heart, her own heart melted with happiness. She now loved every bit of her painting thanks to her Caroline. With trembling legs, Cynthia stood up and pushed back her stool. She gazed at the scenery, blue sky and an empty earth. "Why don't we plant that tree there, huh, Caroline?" Tilda, they did plant an ash tree, but unfortunately Cynthia passed away. Even before the ash tree could show her how its leaves covered its branches, or even before she could know if it grew similar to her painting. Caroline grew to become a beautiful teenager. She shared the same passion as her grandmother. She loved painting, but discontinued it as she grew in the reality of the teenage world. She now loved clubbing with her gals and going to concerts of all sorts. Like every other teenagers, she met a boy, who she thought would be the love of her life. Caroline and Ben would sit under the shade of the ash tree, cigars on their lips. They would spend the time there smoking, snogging, or simply talking about stuff. Like every other teenager, Caroline fell deeply in love with Ben. She carved out a heart on the trunk of the ash tree and carved out CB, their initials, inside the heart. How romantic, right? Unfortunately, not everyone ends up with their high school lover. Ben passed away at an early age of 19 because of a car accident. No matter how big the hole was engraved on Caroline's heart, life must continue and she must go on. By the time she was in her mid-20s, Caroline married and started a family with her husband, Brian. They loved each other dearly. Brian was the husband who would cook for everyone on Sunday mornings, and cared a lot about the ash tree too. He loved the carved CB initials on the tree, thinking it meant Caroline Brian. However, Brian was a workaholic, would come home at midnight and leave for work at 5 a.m. Caroline, on the other hand, was a housewife but helped Brian by selling her paintings. She continued to paint until she grew old, but she never had the strength to paint the ash tree, as she would remember her Nana and her Ben. Tilda, Caroline's daughter, Cindy, strolled around the house one last time. Cindy had to sell the house to the Smiths, because she was now frail and in old age, and a widow with no children nor grandchildren to take care of her. She bitterly chuckled as she realized she was set up for home for the aged, after all. Cindy shared the same passion with her great-grandmother and mother. They all loved painting. Cindy went to art school, and was a professional painter. However, she tried to paint the ash tree numerous times, but she just can't quite get it right. Her art style was so much more different than her great-grandmother's. Cindy loved bright colors and her paintings were always abstract, but Cynthia's paintings were simple, dreamy and had always used the right pastel colors. If the sky was blue, Cynthia simply used the light blue color in one similar stroke, but Cindy would rather used all the kinds of blues she had and paint on the canvas with different stroke each color. She stared at the ash tree planted at the back of their lonely country house. She remembered the story her mother had told her 1,000 times before about the ash tree she was staring at right now. It started when her great-grandmother, Mrs. Cindy, her train of thoughts was interrupted by a voice. She then looked behind her to see Mrs. Smith. Cindy then gasped, as she had forgotten that the Smiths were coming today. Mrs. Smith came running with a young girl in her hand. "We are so sorry for breaking in, Ms. Cynthia," Mrs. Smith panted. "We came knockin', really we did, but there was no answer," she continued. "Oh silly me, these old ears e." Một nét sơn trắng không đúng chỗ, Cynthia rên lên khi đôi tay run rẩy phá hỏng bức tranh cây tần bì của cô. Cây tần bì từng được sơn hoàn hảo của cô giờ đã có một nét sơn trắng không đúng chỗ trên thân cây tần bì. Cô xem xét bức tranh của mình một lần nữa, suy nghĩ xem nên tiếp tục hay bỏ qua nó. Một cây ash cao sừng sững ở giữa, với những chiếc lá luôn xanh mướt phủ kín cành. Cynthia sau đó nhớ lại cây ash trông như thế nào vào mùa hè.
Cây ash chỉ có một thân thẳng và một nét sơn trắng không đúng chỗ. Tại sao bạn lại ngăn cản Nana? Cynthia từ từ quay sang phải cô cháu gái đang đứng đó với vẻ mặt bối rối. Caroline, Nana đã quá già để sơn, và bây giờ thân cây của tôi có một vết ố trắng. Caroline cười khúc khích và đảm bảo với Nana, bức tranh của bạn đẹp tuyệt vời. Và đừng lo lắng đó chỉ là một tai nạn nhỏ. Sau đó, cô lấy cọ vẽ Nana của mình, chấm lên lớp sơn trắng và tiếp tục tô sơn trắng không đúng chỗ. Caroline em yêu, xin đừng làm thế, xong. Caroline thốt lên khi cô ấy chỉ vào trái tim không quá hoàn hảo mà cô ấy tạo ra. Cynthia vốn là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo sẽ khiến ai đó phật lòng nếu ai đó làm vậy với bức tranh của cô ấy. Nhưng khoảnh khắc cô ấy nhìn thấy trái tim của chính cô ấy đã tan chảy vì hạnh phúc. Bây giờ cô ấy yêu thích từng bức tranh của mình nhờ Caroline của cô ấy. Với đôi chân run rẩy, Cynthia đứng dậy và đẩy ghế đầu lại. Cô ngắm nhìn khung cảnh, bầu trời xanh và một khoảng đất trống. Tại sao chúng ta không trồng cây đó ở đó, hả Caroline, tương đương họ đã trồng một cây ash. Nhưng không may Cynthia đã qua đời, thậm chí trước khi cây ash có thể cho cô ấy thấy lá của nó bao phủ cành của nó, hoặc thậm chí trước khi cô ấy có thể biết nó có mọc giống như bức tranh của cô ấy không. Caroline lớn lên trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, cô có chung niềm đam mê với bà của mình. Cô ấy thích vẽ tranh, nhưng đã ngừng nó khi cô ấy lớn lên trong thực tế của thế giới tuổi teen. Bây giờ cô ấy thích câu lạc bộ với bạn bè của mình và đi xem tất cả các buổi hòa nhạc. Giống như mọi thanh thiếu niên khác, cô đã gặp một chàng trai, người mà cô nghĩ sẽ là tình yêu của đời mình. Caroline và Ben sẽ ngồi dưới bóng cây ash, trên môi họ ngậm xì gà. Họ sẽ dành thời gian ở đó để hút thuốc, rình mò hoặc đơn giản là nói về những thứ. Giống như mọi thanh thiếu niên khác, Caroline yêu Ben sâu sắc, cô ấy đã khắc một trái tim trên thân cây ash và khắc chữ CB tên viết tắt của họ bên trong trái tim. Thật lãng mạn phải không? Thật không may, không phải tất cả mọi người đều kết thúc với người yêu thời trung học của họ. Ben qua đời ở tuổi 19 vì một tai nạn xe hơi. Dù lỗ hổng đó có khắc sâu trong tim Caroline đến đâu, cuộc sống vẫn phải tiếp tục và cô ấy phải tiếp tục. Khi cô ấy ngoài 20 tuổi, Caroline kết hôn và bắt đầu một gia đình với người chồng Brian của cô ấy. Họ yêu nhau thắm thiết. Brian là người chồng sẽ nấu ăn cho mọi người vào sáng chủ nhật và cũng rất quan tâm đến cây ash. Anh yêu thích những chữ cái đầu CB được chạm khắc trên cây, nghĩ rằng nó có nghĩa là Caroline Brian. Tuy nhiên Brian là một người nghiện công việc, sẽ về nhà lúc nửa đêm và đi làm lúc 5 giờ sáng. Caroline mặt khác là một người vợ của Hao nhưng đã giúp Brian bằng cách bán các bức tranh của cô ấy. Cô ấy tiếp tục vẽ cho đến khi già đi, nhưng cô ấy không bao giờ có đủ sức để vẽ cây ash vì cô ấy sẽ nhớ đến Nana của cô ấy và Ben của cô ấy, tương đương con gái của Caroline, Cindy, đi dạo quanh nhà lần cuối. Cindy phải bán nhà cho gia đình Smith vì giờ đây bà đã già yếu và là một quá phụ không có con cháu chăm sóc. Cô cay đắng cười khúc khích khi nhận ra rốt cuộc mình đã được thiết lập cho ngôi nhà dành cho người già. Cindy có cùng niềm đam mê với bà và mẹ vĩ đại của mình, họ đều yêu thích hội họa. Cindy đã đi học trường nghệ thuật và là một họa sĩ chuyên nghiệp. Tuy nhiên, cô ấy đã cố gắng vẽ cây ash rất nhiều lần, nhưng cô ấy không thể hoàn thành đúng. Phong cách nghệ thuật của cô khác rất nhiều so với bà cố của mình. Cindy thích màu sắc tươi sáng và tranh của cô luôn trừu tượng, nhưng tranh của Cynthia lại đơn giản, mơ mộng và luôn sử dụng màu pastel phù hợp. Nếu bầu trời có màu xanh lam, Cynthia chỉ đơn giản sử dụng màu xanh lam nhạt trong một nét vẽ tương tự, nhưng Cindy thích sử dụng tất cả các loại màu xanh lam mà cô ấy có và vẽ lên canvas với mỗi màu nét khác nhau. Cô nhìn chằm chằm vào cây ash được trồng ở phía sau ngôi nhà quê cô đơn của họ. Cô nhớ lại câu chuyện mà mẹ cô đã kể cho cô cả ngàn lần trước đây về cây ash mà cô đang nhìn chằm chằm lúc này. Nó bắt đầu khi, người bà vĩ đại của cô ấy, Ms. Cindy, dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang bởi một giọng nói, sau đó cô nhìn ra phía sau để gặp bà Smith. Sau đó Cindy thở hổn hển, vì cô ấy đã quên rằng nhà Smith sẽ đến hôm nay. Bà Smith chạy đến với một cô gái trẻ trên tay. Chúng tôi rất xin lỗi vì đã đột nhập, thưa cô, bà Smith thở hổn hển. Chúng tôi đến gõ cửa, thực sự là chúng tôi đã làm, nhưng không có câu trả lời, cô ấy tiếp tục. Ôi ngớ ngẩn, đôi tai già này e.